Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Rodan Pan Vlog. Các bạn hãy bấm like, đăng ký kênh và đừng quên bật chuông để nhận được những video mới nhất. Thông tin tiểu sử cầu thủ Sâm Ngọc Đức. Sâm Ngọc Đức sinh năm 1992 là một cầu thủ bóng đá trẻ người Việt Nam đang thi đấu cho câu lạc bộ Hồ Chí Minh FC và là thành viên của đội bóng đá quốc gia Việt Nam. Bắt đầu sự nghiệp với Hà Nội FC, anh quê ở Quỳ Hợp, Nghệ An, được đào tạo trẻ tại trung tâm bóng đá VSH ở Nghệ An. Sau đó thì được tuyển lựa về chơi ở các đội tuyển trẻ và chuyên nghiệp của Hà Nội TNT. Thông tin cá nhân, tên đầy đủ Sâm Ngọc Đức, ngày sinh 18 tháng 5 năm 1992, nơi sinh Nghệ An, Việt Nam, chiều cao 1m70, vị trí hậu vệ. Thông tin về câu lạc bộ hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ trẻ. Năm 2009 đến năm 2012 thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội FC. Câu lạc bộ chuyên nghiệp. Năm 2013 đến năm 2018 thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội FC. Năm 2018 tới nay thi đấu cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Về đội tuyển quốc gia, năm 2013 thi đấu cho đội tuyển U23 Việt Nam. Năm 2016 tới nay thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Con đường trở thành tiểu phu của hậu vệ Sâm Ngọc Đức. Từ cậu bé sinh trưởng ở Quỳ Hợp, Nghệ An, được huấn luyện viên Văn Sĩ Hùng chấm và đưa vào lò đào tạo VSD năm 13 tuổi. Con đường bóng đá của Sâm Ngọc Đức trở nên thanh thang khi đến đầu quân cho Hà Nội. Nhưng sau đó là chuỗi ngày có thể xem là đáng quên với cầu thủ này. Ngọc Đức được huấn luyện viên Văn Sĩ Hùng chấm sau khi quan sát được tố chất tiềm năng của cậu bé này và sớm đưa vào lò đào tạo VSD đào tạo. Cầu thủ trẻ gốc Nghệ An được quy hoạch ở vai trò hậu vệ biên. Đến năm 2009, cầu thủ sinh năm 1992 được chuyển về Hà Nội TNT, đội bóng của ông bầu chịu chơi Đỗ Quang Hiển, là mơ ước của nhiều cầu thủ như Ngọc Đức khi đó. Và thực sự Ngọc Đức đã thấy được bước chuyển mình mạnh mẽ nhất trong sự nghiệp nơi đội bóng thủ đô. Mất 3 năm, Ngọc Đức dần có chỗ đứng ở đội hạng nhất của Hà Nội. Từ giai đoạn 2 của V-League 2012, Ngọc Đức được gọi lên đội 1 và trở thành một nhân tố thay thế cho những bậc đàn anh ở câu lạc bộ. Năm đó, Ngọc Đức cùng Hà Nội TNT cản đường Sài Gòn 0-0 ở Thống Nhất để giúp SHB Đà Nẵng đăng quang đầy bất ngờ trên sân của Ninh Bình. Hà Nội TNT cùng cán đích thứ 3 để Ngọc Đức có huy chương đồng đầu tiên ở sân chơi V-League. Cầu thủ từng vô địch U19 quốc gia 2011 sau đó có suất chính thức thường xuyên ở Hà Nội TNT để vô địch V-League 2013. Hai mùa giải đầu tiên, Ngọc Đức thi đấu 16 trận cho Hà Nội TNT, ít hơn V-League 2015, cầu thủ gốc Nghệ An được ra sân 17 trận. Năm 2016 và 2017, Ngọc Đức chơi đến 34 trên 52 trận đấu của câu lạc bộ ở tuổi 25. Ngọc Đức đã nói với câu lạc bộ hầu hết các danh hiệu cao quý ở sân chơi quốc nội. Đến đầu quân cho Thành phố Hồ Chí Minh mùa giải năm nay, Ngọc Đức nhận được nhiều sự kỳ vọng khi xem là bản hợp đồng có giá mà huấn luyện viên Miura có trong tay. Từ thời ông thầy người Nhật Bản dẫn dắt các đội tuyển quốc gia Việt Nam, Ngọc Đức cũng được chọn là một trong những cầu thủ ưa thích để ra sân thường xuyên. Điều đặc biệt trong sự nghiệp đầu quân cho câu lạc bộ Hà Nội giai đoạn đầu, Ngọc Đức được nhiều người đánh giá lành dù chơi ở vị trí hậu vệ thường xuyên đón nhận áp lực từ các tiền vệ, tiền đạo đối phương. Ấn tượng xấu nhất của cầu thủ 26 tuổi là sân chơi khu vực gần 5 năm trước. Ngọc Đức có pha giật chỗ khiến cầu thủ Lào đau đớn nằm trên sân khi trận đấu đã qua phút bù giờ. Việt Nam đang dẫn đến 5 bàn cách biệt. Ở cấp câu lạc bộ đến mùa giải năm ngoái, Ngọc Đức khiến nhiều người ghi dấu ấn tiêu cực với cầu thủ đồng hương Nguyễn Anh Hùng. Ban kỷ luật thống nhất treo giò 8 trận và phạt 30 triệu đồng với cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo VST rất nhanh sau đó. Từ đó đến nay, Ngọc Đức nổi như cồn với những pha chơi xấu. Tháng 4 năm nay, hậu vệ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phạm lỗi nặng với cầu thủ đồng hương khác là Văn Đức của Sông Lam Nghệ An để nhận án cấm 3 trận và bị phạt 15 triệu đồng. Đến tối ngày 22 tháng 7, Ngọc Đức lại có pha tiểu phu đốn củi để khi Nguyên gầm giày vào cầu thủ Than Quảng Ninh. Điều trùng hợp khá may mắn cho các nạn nhân của Ngọc Đức là họ không phải gặp phải những chấn thương nặng. Ngọc Đức đang chờ án phạt mà trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường vừa xem lại băng đã thông báo chắc chắn sẽ phạt nặng. Từ chỗ là hậu vệ lành tính, Ngọc Đức cho thấy mình ngày càng thích nghi với mùi bạo lực ở V-League.
Khi 3 năm trời đầu tiên ở Hà Nội TNT, Ngọc Đức không nhận thẻ đỏ nào. Đến năm 2016, Ngọc Đức nhận 5 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ sau 19 lượt trận. Năm ngoái, sự chỉ trích của dư luận khiến Ngọc Đức sau đó không dám tái phạm sau vụ anh hùng và thậm chí không nhận thêm thẻ nào. Dưới triều đại huấn luyện viên Mira, Thành phố Hồ Chí Minh có chủ trương chơi bóng quyết liệt và có vẻ với điều này Ngọc Đức lại quay lại với bản chất của Ngọc Đức. Cầu thủ gốc Nghệ An đã nhận tới 6 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ trực tiếp chỉ sau 14 trận. Đỉnh điểm là pha bóng bạo lực trên sân nhà Thống Nhất tối ngày 22 tháng 7. Dù Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm thoát hiểm sau khi bổ sung chân sút Marty chơi cực hay ở trận lượt về, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Mira vẫn chịu sự chỉ trích với cách đá máu lửa trên mức cần thiết. Nhưng nói về cầu học trò, huấn luyện viên Mira cũng không hề trách Ngọc Đức sau tình huống vừa qua. Tôi sẽ coi lại băng ghi hình tình huống đó. Song Ngọc Đức là cầu thủ có kinh nghiệm nhưng cũng lãnh nhiều thẻ vàng ở mùa giải này. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đồng hành cùng chúng tôi bằng cách bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những tin tức mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.